Ai nhà buồn rồi. Cho mẹ con nha. Xin chào cả nhà, hôm nay bếp nhà Linh có làm món bò kho nha. Các nguyên liệu gồm có là 1 kg thịt bò nạm, mà là mình xài bò nạm sườn nha. Mình cắt cắt miếng như vậy nè. Và 1 kg gân bò nha. Gân bò bên đây mình gọi là gân bò, còn bên Việt Nam mình không biết gọi cái này là cái gì nữa. Và mình cũng cắt miếng giống như là cái thịt nạm bò lúc nãy nha. 2 củ hành tím băm nhuyễn và 3 tép tỏi băm nhuyễn, 10 cây sả đập dập, 10 cây sả nha, sả mình đập dập vậy nè, rồi mình cắt khúc. 4 củ cà rốt mình cắt như vậy nè, các bạn thích cắt nó như thế nào cũng được hết, nhưng mà mình cắt khoanh như nó phải dày nha, tại mình nấu nó mềm ra là nó dễ bị nát. Bây giờ mình cắt là khoảng 1,5 cm tới 2 cm. À, cắt cho nó thiệt là dày và mình làm kiểu như vậy á, cho nó đẹp thôi, bắt mắt thôi. Các bạn thì không thích làm kiểu thì các bạn cứ cắt khúc cũng được. Và 1 củ hành tây, cái này bên mình là hành tây mà cái loại tím á, là nó mình cắt ra làm 4 như vậy nè, cắt làm 4. Và 3 muỗng canh tương hột nha. Cái này là loại tương hột bên mình, còn bên Việt Nam thì cũng xài giống vậy đó. Cái loại đây mình, cái này mình không có để muối, tương hột trong tương hột nó có muối sẵn rồi, nó mặn á. Vì vậy mình sẽ không để muối trong cái phần này, sẽ xài cái phần tương hột thay cho cái phần muối. Và 3 muỗng cà phê hạt nêm. 3 muỗng cà phê hạt nêm. Và 3 muỗng cà phê bột ngọt. 1 muỗng cà phê tiêu. Và 2 muỗng canh đường nha. Và 1 trái dừa xiêm mình lấy nước và 1, và cái này là 10 gram bơ nha, 10 gram bơ. Và 1 gói gia vị bò kho, gia vị bò kho nha các bạn. Và 1 ống màu gạch tôm, để cho nó đẹp thôi, mình không có cần cái này cũng được, nhưng mà để nấu ra cho món bò kho của mình nó đẹp bắt mắt á. Thường mấy cái người khác làm á thì người ta để màu dầu điều, nhưng mà mình không có thích ăn dầu mỡ nhiều nên mình để màu gạch tôm cho nó đẹp. Ok nha, bây giờ mình bắt đầu làm nha. Trước tiên á, mình sẽ cho cái phần thịt bò và phần gân bò vào trong một cái thau nha, thau lớn nha, tại mình nấu nhiều quá nên mình cho vào cái thau lớn. Tiếp theo á, mình sẽ cho cái phần hành tím và phần tỏi băm vào nha, hành tím băm và tỏi băm vào, cho hết vào. Và tương hột. Đường. Bột ngọt. Hạt nêm. Và tiêu. Và mình sẽ cho gói gia vị bò kho này vô nha. Mình cắt ra sẵn rồi, mình cho nguyên gói vào luôn. Nếu các bạn nấu khoảng 1 kg thịt bò thì dùng nửa gói thôi. Còn mình nấu cái này là tới 2 kg thôi. Nó có 1 kg gân với 1 kg thịt, mình thường dùng hết 1 gói.
Và tiếp theo là mình cho cái màu cà tôm lúc nãy giờ. Màu cà tôm. Tiếp theo mình sẽ trộn đều cái phần thịt bò này với các gia vị. Và mình sẽ ướp trong vòng 30 phút nha, rồi xong mình mới đem đi nấu. Tiếp theo á, chúng ta cho cái phần thịt bò đã ướp lúc nãy á, ướp 30 phút vào, mình bây giờ mình cho vào nồi và mình cho cái phần nước dừa tươi vào. Và mình thêm nước nha các bạn, để cho nó sách cái mặt thịt. Cái mặt thịt rồi mình mới đem nấu. Khi chúng ta đã cho nước vào sắc mặt thịt rồi á, bây giờ mình sẽ cho cái phần sả đập dập lúc nãy vào nha. Mình cho vào. Và mình cho cái củ hành tây á, hành tây cắt làm 4 hồi nãy á, cho vào. Và chúng ta bật lửa nấu. Nấu trong vòng 2 tiếng nha các bạn. Khi mình nấu được 1 tiếng rồi á, mình sẽ cho cái phần cà rốt này vào nha. Cái phần cà rốt này vào và mình nấu thêm 1 tiếng nữa là tổng cộng là 2 tiếng. Và khi đến khi thịt mềm á là mình tắt bếp là được. Ok nha, bây giờ mình nấu nha. Bây giờ mình để cho nó nấu. Một lát xong mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ cái nồi bò kho của mình á đã hầm được 1 tiếng rồi nha các bạn. Bây giờ mình cho phần cà rốt vào và bơ, 10 gram bơ lúc nãy nha. 10 gram bơ lúc nãy mình cho vào, hầm thêm 1 tiếng nữa. Tiếp theo mình sẽ làm món bánh mì không ha. Làm để ăn với bò kho lúc nãy mình nấu á. Và công thức của món bánh mì không này á là 300g bột mì số 12 nha. Và 174ml nước đá. Và 174ml nước đá nha. 174ml nước đá. Và 3g men nở, 3g muối và 14g đường nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Chúng ta cho cái phần bột mì số 12 vào trong cối với thằng thao á, thằng xay vào ở trong cái thao này nè, để một chút mình nhào nha. Và tiếp theo mình cho muối vào, cho muối vào trước, cho mình trộn đều muối với bột. Sau đó mình sẽ cho tạo một cái lỗ ngay chính giữa bột như vậy nè. Và mình cho đường vào, cho đường. Tiếp theo là men nở nha các bạn, men nở và nước đá lạnh vào, cho hết vào. Và chúng ta để vào và mình nhồi nha, nhồi trong vòng 30 phút. Sau đó chúng ta sẽ tạo hình bánh. Bây giờ mình đem đi nhồi trước, rồi một hồi tạo hình mình quay cho các bạn xem nha. Khi bột của chúng ta đã nhồi xong rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra bột nha. Và kéo bột như vậy nè, nó kéo ra một vết màng vậy mà không đứt á là được rồi nha các bạn, nó đạt rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ phân bột thành từng phần và tạo hình nha. Bây giờ mình cân cái tổng quát cái khối bột này là bao nhiêu trước đây. Rồi mình mới phân 500g, 504 thì mỗi thì mình làm 5 cái nha. Mỗi một cái là 100g. Làm 5 cái chia làm 5. Lưu ý là cái phần bò nhồi bột này mình không nên dùng bao tay nha. Phần làm tới bột á là không nên dùng bao tay, tại vì dùng bao tay là tạo hình không được và không cảm nhận được cái khối bột nó sẽ như thế nào.
Chúng ta đã chia bột thành những phần bằng nhau rồi á. Bây giờ mình sẽ bê bột nha. Gom cái khối bột lại như vậy. Tất cả gom kéo vào trong. Rồi mình sẽ bê. Và để vào một bên. Và chúng ta làm tương tự như vậy đối với những phần bột còn lại nhé. Khi chúng ta đã vê bột xong rồi á, bây giờ chúng ta sẽ tạo hình, tạo hình bánh. Tạo hình bánh nha. Chúng ta sẽ cán hình tam giác nha các bạn. Hình nó cũng giống như tam giác vậy đó. Cái phần ghì phía dưới nó phải mỏng nha. Cái phần trên dày chút xíu không sao. Và chúng ta cuộn bột lại nha. Cuộn như vậy nè. Ở phía trên này chúng ta cuộn lại. Có hai cách. Là cách mình cuộn như vậy. Để một hồi mình làm chỉ cho các bạn cách khác nữa. Và chúng ta sẽ xe bột. Thế là phần tạo hình của chúng ta đã xong rồi đó. Mình sẽ để qua khuôn nha. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách tạo hình bánh mì không á. Cách thứ hai nha. Và mình sẽ cuộn từ phía dưới lên. Dưới cái phần to á mình cuộn lên trước. Và cái cách thứ hai. Và chúng ta sẽ xe bột. Và chúng ta sẽ để qua khuôn. Và làm tương tự như vậy đó với những phần bột còn lại. Và mình có thể tạo hình theo cách cái nào cũng được nha, mình thích. Khi phần bột của chúng ta đã tạo hình xong rồi các bạn, chúng ta sẽ đem ủ trong vòng 40 phút đến 1 tiếng nha. Và sau đó mình mới bật lò và nướng. Bây giờ mình sẽ đem ủ nha. Khi cái phần bột của ta đã nở được khoảng 50% á, giờ chúng ta gạch bánh nha các bạn. Ta dùng lưỡi lam gạch một đường sâu xuống và có thể gạch hai đường. Và chúng ta đem nướng bánh ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 15 phút nha các bạn. Hello cả nhà, thế là món bánh mì không và món bò kho của mình đã hoàn thành rồi á. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cho các bạn xem mùi vị của nó như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ thử món bò kho trước. Thử cái này. Mời các bạn nha. Mềm, nó thơm á, ngon quá. Giờ ăn miếng thịt bò trước nha. Bò mới gân á. Cái này ở bên Việt Nam mình quên tên nó là kêu là cái gì à. Mình kêu đại là gân bò. Rồi các bạn nha. Mềm ngon quá à. Cái vị vừa ăn lắm á. Vừa ăn mà nó rất đậm đà luôn. Bây giờ mình sẽ thử miếng bánh mì không nha. Mì không chấm nha. Mì không. Các bạn nha.
Ngon. Mì rất ngon mà. Mềm á. Mềm mà nó dai nữa. Nó dai mà nó có mềm á cháu. Không biết nói làm sao luôn. Rất là ngon, chấm vào nước bò kho là rất là vừa luôn. Mời các bạn nhé. Không quá à. Thế là món mình đã thưởng thức cho các bạn coi cái mùi vị của nó như thế nào rồi đó. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha. Tại vì mình ăn hết cái này, nếu quay hết ăn hết cái này là tốn nhiều thời gian lắm. Xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Linh nhé nha. Bye bye, chúc các bạn thành công. Oh, okay.